cô chú anh chị và các bạn gần xa, ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Hôm nay mình mời cả nhà cùng với mình đi chợ Việt Nam. Chợ này có tên là Makisi Food. Mình đến ở đây để mua nguyên liệu về làm bánh bía. Bây giờ mời cả nhà cùng tham quan chợ và sau đó về cùng làm bánh với mình nha. Mời cả nhà tham quan một vòng chợ, sau đó mình đi tìm mua bột đậu xanh, đường và các thứ để về mình làm bánh bía. Bây giờ mình đi tham quan một vòng nha. Mình đến gian hàng thực phẩm khô và đồ hộp, đi tìm mua đậu xanh, bột. Rồi, mình đã đến gian hàng bột mình cần tìm rồi. Mình lấy một bịch bột rồi, chúng ta cùng ra về. Đây, bột mình cần tìm là bột mì, sử dụng cho các loại bánh. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng với mình đi về nha. Đây là đoạn đường về nhà mình á, rất ngắn. Chợ này rất gần. Thank you.
Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc mình cho 4 cốc bột mì. Đây là bột áo bé ngoài, còn bên trong thì là bột mì tinh và dầu ăn. Bây giờ làm trước là bột áo. Thì trong cái bột áo này mình cho men và đường, muối, dầu ăn, tất cả mọi thứ rồi xong xuôi đó là mình nhồi. Mình sử dụng men gói. Một gói men này cho 4 cốc bột. Mình đã nhồi xong, mịn, rất là mịn. Bây giờ mình đem vào ủ, nơi nào mà ấm nhất thì mình cho vào microwave, vì nơi đây mình giữ độ ấm cho nó mau lên men. Hôm nay mình không cần máy, cả nhà mình chỉ nhồi tay không, nhưng mà rất là mịn. Thời gian ủ bột thì mình sang qua mình làm nhân. Thì nhưng mình xào gồm có đậu xanh mình nấu chín xong rồi, cái bắt đầu mình cho nước đường, bỏ đậu xanh, rồi dừa nạo á cả nhà, sầu riêng, đậu phộng đó, mình làm nhân bánh mía như vậy đó, rất là dẻo ngon, hấp dẫn lắm cả nhà ơi, thơm lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm bột ruột. Thì mình cho phân nửa của bột giỏ là 2 cup bột mì tinh, và dầu ăn thì mình không có lường, mình chế mình nhồi khi nào mà cảm thấy nó vừa được. Đây mình nhồi khi nào mà bột thấy như vậy mình dắt được thì mình ngưng lại. Rồi mình dò viên xong rồi nè cả nhà. Rồi nhưng mình cũng đã dắt xong, nhìn rất là ngon, màu vàng ươm, dẻo lắm. Cái bột mình cũng đã ủ xong rồi, bây giờ mình ra mình nhồi. Nhồi cho thật mạnh cho những cái bong bóng nó không còn á. Rồi bột nó mịn. Đó, cả nhà nhìn xem đây. Bột mịn rất sức mịn luôn. Đó. Nhìn ngon lắm cả nhà. Khi xong rồi mình dắt từng viên nhỏ theo ý thích mình cho cái bánh trọng lượng bao nhiêu. Tại vì mình làm nhà ăn không cần phải cân đo, cứ lần lượt làm vậy rồi bắt xong ở đầu xong mình ủ lại, đậy mình ủ tí xíu. Khi mình ủ xong rồi đó, bắt đầu mình cán bột ra, mình cho cái bột ruột vào. Cứ lần lượt như vậy đó, rồi bắt đầu mình cũng ủ tiếp một chút nữa. Đó, mình cán ra rồi xong xuôi mình cho cái bột nhân, bột mì tinh ở giữa. Đó, mình túm lại, mình làm vậy cứ lần lượt cho hết. Rồi đậy ủ một tí xíu, rồi mình cán tiếp.
Đó, xong rồi bắt đầu mình cán dài ra, cán mỏng. Mình muốn nhiều lớp á, thì mình xếp lại một lần nữa, rồi mình cán thêm một lần nữa. Còn mình không muốn nhiều lớp á, thì mình làm như vậy nè, chỉ làm ba thôi. Đó, để như vậy đó, rồi xong rồi mình cán tròn ra, mình cho nhân vào, không cần cán nữa. Vì mình không có thích làm nhiều lớp. Nhiều lớp á, thì mình ăn thì nó sẽ rớt bột. Thành ra mình thích chỉ làm đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình chỉ cán tròn cho nhân vào. Đây nè cả nhà, mình đã làm xong rồi. Bắt đầu mình cho lòng đỏ hột gà với bơ á, mình phủ lên mặt rồi đem đi nướng. Rồi mình cho vào lò. Mình làm nóng lò lên trước khoảng 5 phút. Rồi bắt đầu mình cho vào lò với lửa là 350 độ F. Nhìn ngon quá ha cả nhà. Đó, cả nhà ơi, bánh mình đã nướng xong rồi nè. Rất là hấp dẫn. À, cả nhà ơi, video mình khá dài rồi. Mình xin tạm dừng nơi đây. Mình cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương xem video và ủng hộ. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc mỗi ngày. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.